Xin hỏi nhà thuốc là người bị mỡ máu thì có uống được chè dây hay không? Chè dây ngoài điều trị dạ dày thì có điều trị được mỡ máu hay không ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì chè dây là một vị thuốc nam với tác dụng là điều trị viêm loét dạ dày, viêm hang vị dạ dày, giảm ợ hơi, ợ chua và tăng cường hệ tiêu hóa. Chè dây không có tác dụng điều trị mỡ máu bạn nhé. Người mắc bệnh mỡ máu thì vẫn có thể sử dụng chè dây được bình thường bởi vì nó không làm tăng mỡ máu. Hơn thế nữa thì chè dây cũng rất là an toàn khi sử dụng và không có tác dụng phụ trong quá trình sử dụng nên bạn có thể yên tâm sử dụng loại chè này. Đối với bệnh mỡ máu, để điều trị hiệu quả căn bệnh này thì nhà thuốc khuyên bạn là nên tham khảo sử dụng cây giảo cổ lam, một vị thuốc mộc hoang ở rất là nhiều ở các tỉnh vùng đồi núi phía tây bắc nước ta. Kinh nghiệm sử dụng giảo cổ lam trong dân gian cho thấy giảo cổ lam điều trị mỡ máu tốt nhất hiện nay. Kinh nghiệm điều trị của rất là nhiều bệnh nhân trong thời gian qua thì nhà thuốc nhận thấy để điều trị bệnh mỡ máu thì bệnh nhân chỉ cần sử dụng giảo cổ lam trong khoảng thời gian 1 tháng thì các chỉ số mỡ máu sẽ giảm đi đáng kể. Giảo cổ lam thì cũng rất là an toàn và thân thiện với người sử dụng. Loại thảo dược này thì chủ yếu được khai thác từ tự nhiên nên rất là sạch sẽ. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về vị thuốc giảo cổ lam thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.